Hello, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Việt TV của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái món là cơm cháy bó tôm chiên giòn nha mọi người. Cơm cháy bó tôm chiên giòn. Đây là cơm mình nấu ăn hồi sớm mới còn dư cho nên chiều mình sợ ăn không nổi nữa cho nên mình sẽ làm một cái món khác khác để cho nó ăn nó ngon lên để dễ ăn hơn. Đây kia là cơm. Đây. Để mình quay cho. À, bây giờ mình sẽ ra ngoài, mình sẽ tủ lạnh. Để coi. Bây giờ mình sẽ ra tủ lạnh mình lấy ít con tôm. Đây. Đây là hộp tôm nha mọi người. Đó. Đây là hộp tôm, chút nữa mình sẽ làm món cơm cháy bó tôm chiên giòn để mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ ngâm tôm này để cho nó rã đông rồi bắt đầu mình sẽ lột cái vỏ ra để cứng, để nó khỏi cứng, để hồi ăn khỏi sốc miệng nha mọi người. Đây mình sẽ tiến hành làm, sẽ ra ngoài mình để ngâm trước. Đây bây giờ mình sẽ đổ nước vào để ngâm tôm. Tôm xong mình sẽ lột vỏ nó ra cho mọi người. Đây. Đây là mấy con tôm chút nữa mình sẽ làm. Chích đầu quá. Rồi. Tóc đá hết trơn mọi người. Đấy. Đây mình sẽ để đây. Ấy xong mình sẽ để đây, chút nữa mình sẽ ấy xong trong thời gian lấy rỗi mình phụ rửa cái chén. Cái này là giúp đỡ nhau trong nhà thôi, bà xã mình cũng đã giúp mình đi bến xe cho nên bây giờ mình về nhà đánh đổi thì mình cũng phải giúp bà xã lại. Tức là mình nấu mấy cái clip á mình bày ra quá mình không rửa là coi như là cũng không được. Rồi nó xong một thao chém. Mọi người thấy không? Cuối cùng mình cũng đã trợ giúp được một thao chém. Để xem nó mấy tôm nó ấy chưa. Rồi lồng thời gian mọi người. Thôi, mày mà nè, mình có thể lồng. Sẽ đẹp hơn. Đây là con tôm mình đã lột hoàn thành, chút nữa thôi lột hồi nãy giờ cũng đã xong mọi người. Đây một đống tôm luôn sẽ đổ. Đây bây giờ mình sẽ rửa, rửa sạch đi rồi bắt đầu mình vô mình chế biến nhé. Thôi hồi nãy giờ rửa cũng gần sạch đó, mình sẽ sơ sơ thôi là có thể làm chế biến được món ăn rồi. Cuối cùng tạt ra nó đây. Đây, nhìn con tôm nó to. Sẽ là một món thiệt là ngon lành thế nào. Rổ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào chế biến nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào làm cái món cơm bún tôm chiên giòn nha mọi người. Đây là tôm hồi nãy mình đã luộc xong.
bây giờ mình sẽ tiến hành ướp nha. Đây mình sẽ bỏ vô một ít hành. Đó, bỏ vô. Đó. Rồi sau khi đó mình sẽ bỏ thêm một ít đường. Đây, rồi mình sẽ bỏ chừng cái nửa muỗng cái vàng vàng này thôi. Đó. Mình sẽ bỏ nửa muỗng đường nha mọi người. Đây là đường. Lắc thêm một ít tiêu cho nó có vị cay và thơm nồng dễ ăn. Rồi vậy thôi. Đó, đây là tiêu nhà mình mua ở trên Vui Thục á, mẹ đem xuống cho nên mình xay nhuyễn ra. Bây giờ cái này là tiêu, là gọi tiêu sạch luôn á. Này mình sẽ cho một ít hạt nêm, hạt nêm cà lo nha mọi người. Đây, nửa muỗng hạt nêm thôi. Đây. Đây. Để hạt nêm cà lo. Đó. Bỏ vô một ít. Rồi. Sau khi đó mình sẽ bỏ một ít bột ngọt. Bột ngọt. Đây, chắc bột ngọt mình bỏ ít thôi. Nửa gần nửa muỗng thôi nha mọi người. Đó. Đó, mấy cái hương vị bỏ xong bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành trộn đều nó lên cho nó thấm với nhau, để chút nữa mình ấy, hôm nay mình làm cái này mình không bỏ ớt vô vì nhà có mấy đứa nhỏ nữa, hồi nó ăn không được. Thì mình sẽ bỏ ớt vô và mình sẽ trộn đều nó lên để cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy hấp dẫn không? Đấy. Trộn đều cho nó thấm nha mọi người. Đấy. Rồi trong lúc trộn xong á, mình sẽ bỏ nó ra một bên đi để cho nó thấm. Rồi. Rồi giờ bắt đầu mình sẽ, trước khi mình nhồi á, mình lấy một cái bịch ni lông này. Đây, đây là bịch ni lông, mình sẽ cắt nó ra. Đó, thành một cái miếng to như vậy. Mình sẽ bỏ lên một cái thớt. Đây là cái thớt nha mọi người. Đấy, mình sẽ lấy cơm mình bỏ vô để mình nhồi cho nó nhão chút rồi mình mới ấy được. Đây, cái chừng này thôi, nhiều quá là nó ấy, nhiều quá là nó cơi, nó chảy ra ngoài. Tay thể hình tập con quá có khác. Rồi, chắc là có lẽ gần được rồi. Mình lát chút nó đi cho nó nhão nó dễ. Mục đích mình bóp như vậy mọi người, để cho cơm nó dẻo lên là dính với nhau á, mình bóp với con tôm mình chiên nó không rớt. Đây là món ăn này chắc là chưa ai làm. Cái này có phải là mình làm lần đầu tiên không biết nữa. Nhưng mà mình sẽ làm và ăn cho mọi người xem nhé. Rồi, đã được cục thứ nhất. Đây. Bình thường á, mình ăn mấy món cơm á, rồi thịt này thịt kia nó ngán quá. Bây giờ mình muốn làm một cái món mới lạ để cho nó dễ ăn. Cho nó khác khẩu vị, nó ăn nó ngon hơn, ăn được nhiều hơn mọi người ơi. Đây, món mình chế tạo là một món mới đây. Đó, cái này cục đầu tiên đã xong, mình sẽ bỏ ra đây. Chút nữa mình sẽ làm sao nhé. Rồi, cái tiếp sẽ để dài mà. Rất tốt cái bịch rồi. Cơm thì đã vò nhỏ xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành cuốn. Đây, cái cơm xong hết, mình sẽ bỏ nó ra. Bỏ ra ngoài đi. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành. Dễ quá. Đấy.
làm nó càng mỏng quá thì chiên nó càng giòn nha mọi người, nó dày quá thì chiên nó lâu. Đây, mình gấp tôm tôm hồi nãy đây, nó đổ lên. Mình tôm tôm, mình phải cho cái mỏ nó ra ngoài. Để có gì hồi đó mình cầm nó lên, mình chấm nó cũng dễ hơn. Trộn dính quá. Làm một cái món thật không đơn giản xíu nè. Mới nhìn nó giống cái chả giò nhưng mà rồi đó, cái bánh cuốn đầu tiên mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ lấy cái bịch, mình sẽ bỏ vô trong cái dĩa này để cho nó sạch nha. Đây, mình sẽ bỏ cuốn đầu tiên. Đó, bỏ cuốn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái thớt mình ém nó ra cho mọi người. Khó quá đây. Nãy giờ cuốn bây giờ cũng đã mất hết cũng 15 phút, bây giờ cũng đã xong rồi nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ ấy vô rồi mình sẽ đem đi chiên. Chiên giòn nó lên. Cơm nó còn nó dẻo quá cho nên nó dính. Thôi để vậy. Rồi, mình sẽ bỏ lên đây. Dính quá ta. Đấy. Đúng là dính chết rồi. Đấy. Rồi bây giờ xong mình sẽ đem vào trong mình sẽ chiên lên và mời các mọi người ăn nhé. Đó mọi người xem nè. Con tôm cuốn với cơm đã được, bây giờ nó ra con cá rồi đó. Thôi bây giờ mình vào chiên lên, có gì mình mời các mọi người cùng thưởng thức nhé. Rồi mình vào trong đây. Đứng đây. Bây giờ mình sẽ bắt bếp lên cho nó cái chảo nó nóng, rồi sau đó mình sẽ đổ dầu ăn lên, mình sẽ chiên cái này nghe mọi người. Mình cho nó nóng một xíu đi. Bây giờ cái chảo mà đã nóng rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đổ dầu ăn vô nha. Rồi, hết cái bình dầu ăn luôn. Giờ vừa đủ. Đấy, mình chờ nó sôi lên.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ vô mình chiên nha mọi người. Dầu cũng đã sôi rồi. Mình phải nhúng cái cây vào đây một chút cho nó dính mỡ, cho nên nó khỏi bị dính mấy cái con này. Dính mấy cái cuộn này, cơm nó hơi dẻo á. Con này con cuối cùng cho nên nó nằm đến hai con tôm rồi mọi người. Hay quá. Rồi kia là có ba con rồi ta. Đây mình đang bỏ bốn con vô mình chiên trước. Cái này 10 con chắc phải chiên 2-3 lần quá. Mình sẽ chiên cho đến khi mà nó vàng lên, nó giòn rụm rồi bắt đầu mình mới vớt nó ra nha mọi người. Thì mình sẽ đảo sơ lên cái đi, cái để nó dính với nhau. Thì món này chắc món mới quá, không biết có ai làm chưa, không biết nữa, chứ chưa ai làm là đây là độc quyền của mình đó. Rồi thì để cho mình chiên hết, mình sẽ mời mọi người ăn nhé. Đây nó cũng gần vàng rồi mọi người ơi, chắc nó vàng xíu nữa mình sẽ vớt nó ra, chứ để nó giòn quá mà nó vàng quá nó cứng á, ăn khó ăn. Nhà mình ai cũng bị đau răng cho nên ăn cái món này mà cứng quá chắc nhai không được, cho nên mình phải làm gần 80 thôi, chứ đến 100 thì nó giòn quá. Nó cứng ăn nhất răng. Thôi quay cái mặt lại luôn. Thôi bây giờ nó cũng đã, bây giờ cũng đã vàng rồi, mình sẽ gắp ra cho mọi người. Đó, nhìn cả phòng của mình hồi nãy, đây cái đầu con tôm. Đó, nó vàng lụm luôn á. Chút nữa mình sẽ chấm ăn nha mọi người. Đó. Đây là cái chảo đầu tiên đã thành công. Đó, mình sẽ lót một ít cái giấy ở dưới cái thau nha mọi người, cái để hồi nó dầu mỡ nó chảy ra nhìn nó không có ngon, cái giấy nó sẽ thấm vô giấy. Đó. À, cái gì giấy nó thấm dầu đó ăn nó không ngán, anh nói lộn nói lại cái hồi. Bây giờ mình tiếp tục. Xa xa nó ra để gần quá nó cũng dính nhau. Còn hai cá nếu mà bỏ vô sát quá chắc nó phải dính nhau, cho nên mình để chút mình bỏ sau để cái này nó bớt dính đi. Rồi bây giờ mình bỏ nốt luôn nha. Rồi. Chắc nó hết dính rồi đó. Thôi mà giống như con cá rồng quá. Rồi. Chạy đi, quay hướng ngược lại đi. Rồi. Để cho nó vàng vàng xíu khỏi dính. Đây đó, đây là mẻ thứ hai nha mọi người. Đó, tổng cộng là có 10 con tôm và 10 cuốn. 10 cuốn này hai vợ chồng và lên mời trên gia đình ăn nữa. Rồi mời cả gia đình, mời cả mọi người cùng ăn luôn. Đảo nồi cá cho để nó cháy. Đây chảo thứ hai cũng đã sắp hoàn thành, chuẩn bị được ăn rồi mọi người ơi. Đây mình sẽ quay qua bên này đó. Mấy con này nhìn nó thơm chưa? Nó ngon chưa? Cái này là món mới mình sáng tạo ra, cho nên mọi người xem và làm theo. Nếu ăn thấy ngon nhớ đăng ký và ủng hộ Việt nhé. Mình kênh mình là Việt TV, mọi người yêu mến nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình, cảm ơn trước nha. Đây chút nữa sẽ chín xong mình sẽ ấy ra cho mọi người xem đó, nhìn cũng khá hấp dẫn lắm á. Thôi bây giờ mẻ thứ hai cũng đã chín rồi, mình sẽ bắt đầu mình vớt ra rồi mời cả nhà mình ăn thử và mời cả nhà cùng ăn nhé. Đây bây giờ mình sẽ vớt nó ra đây rồi, xong chưa? Bây giờ bắt đầu mình sẽ vớt ra nha mọi người. Để
Trời ngon chưa? Mình lấy ấy cho dầu đổ bớt xíu cái anh chút nữa dầu thấm nhiều quá. Nhìn nó hấp dẫn luôn. Đó. Đó. Tắt lửa đây chứ, để quên nữa. Đó. Thì căng luôn. Đấy. Rồi xong rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình sẽ ăn và mời cả nhà cùng ăn nhé. Đây, ôi nóng quá nóng quá, kiếm thêm chén muối ớt nữa, chén muối ớt hồi nãy mình làm rồi đây. Chén ớt tương ớt hồi nãy mình làm rồi, nói lộn nói lại chả sao cả. Bây giờ mình ra đây. Đây mình mời mọi người cùng ăn để xem cái món mới của mình làm như thế nào nhé. Ngon quá mọi người. Đây mọi người xem. Đó, mời mọi người nhá. Vừa giòn vừa hấp dẫn quá. Mọi người bữa nào bắt chước mình làm thử coi rồi xem cái món này nó ngon hay sao nha. Nóng quá, vẫn còn nóng. Đây. Ớt siêu cay luôn á. Rất là ngon nha mọi người. Cơm chiên giòn lên nó béo béo. Cơm chiên giòn lên nó béo béo và trong có tôm nữa nó càng béo hơn. Được quá. Càng béo hơn nha mọi người. Rồi có hương vị hồi nãy mình ướp theo á cho nên nó tạo một cảm giác rất là ngon. Rồi, rồi mình ráng ăn hết con này để mọi người xem nhé. Ngon cũng thơm, cầu cũng thơm. Ngon quá, ngon mà nóng. Người cứ ăn một con thôi. Còn mấy ngày chúc mừng ra bên mời ba mẹ và mấy đứa em mình và bà xã mình cùng thưởng thức. Bây giờ mình sẽ mời mọi người nha. Quá ngon luôn, quá đã mọi người. Nóng ngon nóng. Nóng ngon quá không mở luôn. Nãy giờ mình làm á cũng đã lâu rồi, bây giờ chắc mình đem cái máy này mình lên mời ba mẹ và anh chị và bà xã mình mấy đứa em ăn trưa cùng gia đình. Thì bây giờ mình tới đây chắc mình cũng tạm dừng. Rồi cả nhà xem kênh của Việt TV á, thấy hay và yêu mến Việt nhớ đăng ký ủng hộ Việt nhé, để Việt có những cái năng lực để làm thêm những clip hay hơn. Rồi xin chào cả nhà, mời cả nhà cùng ăn. Xin tạm biệt. Hẹn gặp lại trong clip sau nhé.